dưỡng mà tự nhiên đi nào mà mang mấy cái đồ này về thì để nó chơi cho một phát thì ngày 17 tháng 2 đúng không? 17 tháng riêng à. 17 tháng riêng không? 17 tháng riêng âm lịch chứ đúng không? À, 17 tháng riêng âm lịch chứ còn tháng kia tháng dạ. Dương là tháng 3 rồi mà. Dạ. Thế này con khai trương cho ông thế là được rồi đấy. Thì ông thầy kia ông cũng coi là thì mùng 7 đây. Dạ. À, mùng 7 tháng 2 âm lịch. Con xem ngày hôm nay là tốt ngày nên con cố gắng con làm cho ông cho nó thật xong. 8 8